Xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với buổi live stream của nhà khoa Sunshine Dental Clinic. Và như các bạn đang thấy trên màn hình ạ, chúng ta đang đến với một ca khách hàng. Hôm nay anh ấy sẽ là nhổ răng khôn. Và hiện tại thì chúng ta có thể thấy là chiếc răng khôn hàm dưới, chiếc răng 38 đang mọc rất sát với ống dây thần kinh răng dưới. Và đồng thời với cái vị trí răng mọc như thế này thì bác sĩ sẽ cần phải chia cắt ra từng phần nhỏ một và tác động cái lực cơ học nhẹ nhàng để có thể gắp chiếc răng ra khỏi cùng hàm. Với những cái bạn mà đang băn khoăn liệu những chiếc răng có kích thước lớn và cái vị trí nằm mọc rất là phức tạp và chân răng cong móc liệu có nhổ được không, thì xin mời các bạn theo dõi buổi live stream dưới đây để các bạn thấy được. Hiện tại thì đã thời điểm gần Tết rồi nên là cái việc mà chăm sóc răng miệng cũng như là qua nha khoa để thăm khám này, lấy cao răng này, đánh bóng răng này, cũng như là xử lý những vấn đề đau sưng về răng 8 rất là quan trọng. Và các bạn hãy lưu ý là đến nha khoa thật sớm và để được bác sĩ mình xử lý. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phòng tiểu phẫu của nha khoa Sunshine nhé. Hiện tại thì các bạn có thể thấy là chị khách hàng đang khá là thoải mái. Tuy nhiên là vẫn có những cái sự lo lắng nhất định khi mà mình lấy máu để bắt đầu tiến hành lấy huyết tương và bóc tách cái phần PRP để đặt vào vị trí huyệt ổ răng sau khi mà đã cấy ghép xong. Và các bạn thấy đấy, với cái quá trình mà bác sĩ cũng như là đội ngũ các bạn trợ thủ thực hiện thì đều giao tiếp rất là nhẹ nhàng với bệnh nhân và tạo ra cái sự thoải mái nhất. Thật ra thì có rất là nhiều bạn lo sợ về cái vấn đề là mình đến nha khoa thì sẽ đau này, cũng như là gặp rất nhiều vấn đề về cái tâm lý. Nhưng mà khi mà gặp với những cái bạn trợ thủ của chúng tôi rất là nhẹ nhàng cũng như là rất là tâm lý như vậy thì cái quá trình mà bác sĩ thực hiện hay là cái quá trình mà chúng ta xử lý sẽ rất là nhanh và cũng như là rất là yên tâm. Và với chúng ta thấy thì khi mà đã lựa chọn cái phương pháp là nhổ răng khôn và đặt huyết tương PRF ở trong vùng huyệt ổ răng thì huyết tương PRF được cấu tạo 100% từ máu của bệnh nhân nên là sẽ không gây ra cái tình trạng là kích ứng này cũng như là sốc phản vệ. Và đồng thời khi mà được đặt vào ở vị trí huyệt ổ răng thì sẽ mang lại cái độ tích hợp cũng như là lành thương cao nhất cho khách hàng. Và không phải là ở nha khoa nào cũng có sản phẩm là mình sử dụng cái phương pháp đặt huyết tương PRF. Và chúng ta sẽ thấy là khi mà lựa chọn một cái cơ sở nha khoa mà có việc đặt kỹ thuật đặt huyết tương PRF vào vùng huyệt ổ răng thì sẽ giúp tái tạo cái tổ chức lành thương nhanh đến 75%. Và trong tất cả các buổi nhổ răng khôn của chúng tôi thì chúng tôi luôn khuyến khích khách hàng, đây là cái mức độ khuyến khích khách hàng, nên đặt huyết tương vào vị trí huyệt ổ răng để giúp mình lành thương nhanh hơn và tốt hơn thôi ạ. Và các bạn thấy là bệnh nhân này thì khá là lo sợ về cái vấn đề là nhổ răng cũng như là đến nha khoa, vậy nên là khi chờ đến lúc răng đau cũng như là rất là khó chịu rồi và cũng chịu những cái ảnh hưởng do răng khôn gây ra rồi thì chị mới bắt đầu đến nha khoa. Tuy nhiên là khi mà đến với bác sĩ Bình cũng như là đội ngũ các bạn trợ thủ của nha khoa Sunshine Dental Clinic thì khách hàng sẽ luôn được vỗ về cũng như là an ủi để làm sao tạo một cái sự thoải mái yên tâm nhất. Và thậm chí là chúng tôi có những khách hàng khi mà bước lên ghế nha thì cái tâm lý đã rất là sợ rồi, và khi mà bác sĩ đưa dụng cụ vào trong khoang miệng thì còn cảm thấy buồn nôn và thường xuyên khạc nhổ. Nhưng mà ca phẫu thuật và tiểu phẫu vẫn diễn ra hoàn thành thành công một cách 100%, và sau khi mà về nhà xong thì bệnh nhân thở phào rất là nhẹ nhõm cũng như là cảm ơn đội ngũ y bác sĩ, bởi vì là cái quá trình thực hiện khó khăn như vậy, gặp rất là nhiều vấn đề về cái trở ngại tâm lý của bệnh nhân, tuy nhiên bác sĩ vẫn thực hiện tốt thì chúng ta không còn có bất kỳ cái điều gì mà phân vân hơn nữa, chỉ cần cái sự phối hợp của khách hàng thôi. Mình chịu khó nghe theo những cái chỉ dẫn của bác sĩ, và khi quá là khó chịu thì các bạn giơ tay báo hiệu cho bác sĩ để bác sĩ có thể dừng cái thao tác ở trong khoang miệng, tránh cái việc là tổn thương cũng như là rách má khi mà dụng cụ vẫn đang mang tính khá là sắc nhọn ở trong khoang miệng của chúng ta, nên các bạn lưu ý nhé. Và đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy khi mà bác sĩ Bình thực hiện, mọi bước đều rất là nhẹ nhàng. Và một trong những bước quan trọng đầu tiên đấy chính là tiêm tê toàn vùng. Với những cái bạn nào mà chưa biết về kỹ thuật tiêm tê thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để đảm bảo cái quá trình mà nhổ răng không đau các bạn nhé. Nhổ răng không đau thì sẽ dựa trên rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là yếu tố vô khuẩn của phòng khám sẽ tránh gây viêm nhiễm
cũng như là khó chịu trong quá trình mà chúng ta nhổ răng. Cái thứ hai nữa là về vấn đề tay nghề của bác sĩ. Đây gần như là cái yếu tố chiếm đến 50% cái mức độ quan trọng của cái ca tiểu phẫu nhổ răng hôn. Và khi mà bác sĩ có tay nghề cao, lựa chọn được những điểm đưa thiết bị vào phù hợp để chia cắt chân và thân răng, cũng như biết thao tác như thế nào để tránh cái vấn đề là mở xương lớn, thì có thể giúp bệnh nhân tái tạo tổ chức lành thương nhanh hơn và cũng như giảm thiểu cái mức độ xâm lấn trong quá trình mà chúng ta nhổ răng hôn. Và tiếp theo đấy thì đấy chính là trang thiết bị máy móc của nha khoa. Với những cái nha khoa mà có công nghệ hiện đại, ví dụ như tại Sunshine Dental Clinic thì chúng tôi đang áp dụng kỹ thuật nhổ răng hôn bằng máy biên e. Sau khi mà đã bóc tách mô mềm xung quanh cái vùng huyệt ổ răng rồi, và bác sĩ sẽ tiến hành lấy cái phần máy biên e với cái công suất lớn, chia cắt từng phần nhỏ của chân và thân răng ra, và chỉ cần những cái tác động lực cơ học nhẹ nhàng thôi là bác sĩ đã có thể gấp răng ra khỏi cung hàm rồi. Như vậy thì sẽ tránh được cái vấn đề là tổn thương này, cũng như là gây ra những cái vấn đề biến chứng sau nhổ do cái yếu tố là tác động cũng như là gây tổn thương đến cái vùng xương hàm. Và các bạn thấy là cái kỹ thuật tiêm tê này thì sẽ mang lại cái hiệu quả khi mà chúng ta sẽ không cảm thấy đau nhức trong quá trình mà bác sĩ thực hiện nữa, bởi vì là chỉ cần tiên lượng được cái lượng thuốc tê vừa đủ, và thuốc tê phải là những cái loại tốt chính hãng, thì cái quá trình mà mình thực hiện rất là nhẹ nhàng thôi, chúng ta sẽ chỉ thấy ê ê trong vùng xương hàm, và với bệnh nhân này thì chúng ta sẽ chỉ thấy ê ê vùng xương hàm bên phải thôi. Và sau cái quá trình mà lành thương phục hồi xong thì các bạn sẽ không cảm thấy đau hay là khó chịu gì nữa, và chúng ta hoàn toàn yên tâm bởi vì bác sĩ Bình, các bạn nhìn thấy là cái kỹ thuật mà bác sĩ làm, bác sĩ lấy cái điểm tựa rất là tốt và không gây ra cái sự đau đớn cũng như là khó chịu khi mà tì lên phần viền môi của khách hàng. Và đồng thời khi mà bác sĩ đưa cái thiết bị vào trong khoang miệng của khách hàng, thì ở máy phẫu thuật biên e là một trong những cái kỹ thuật công nghệ cao, thì sẽ có đèn led công suất để chiếu vào cái vị trí huyệt ổ răng, tạo một cái môi trường cũng như là tạo một cái hiệu quả tốt trong quá trình mà bác sĩ thực hiện. Vậy nên là chúng ta lưu ý với cái kỹ thuật mà bác sĩ Bình làm như vậy thì khách hàng sẽ không cảm thấy khó chịu hay là cảm thấy đau gì cả. Và mỗi khi mà đã chia cắt phần thân răng xong thì bác sĩ sẽ nhẹ nhàng tiêm tê ở cái vùng vị trí huyệt ổ răng sâu hơn để làm tạo nên một cái môi trường thuận lợi để giúp cái việc mà đưa chiếc răng ra khỏi cung hàm cách nhẹ nhàng nhất. Và các bạn có thể thấy khi mà đến với Sunshine thì bên cạnh đội ngũ y bác sĩ này, chúng tôi có một cái hệ thống cơ sở nha khoa rất là hiện đại, và đồng thời những cái chăm lo về từng tiểu tiết cho bệnh nhân, ví dụ như là một chiếc kính mắt như các bạn thấy. Thì với cái đầu tư ban đầu như thế này thì các bạn thấy được là khi mà nằm dưới ánh đèn led do chiếu vào để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình mà chúng ta nhổ răng, thì các bạn sẽ không cảm thấy chói mắt cũng như không cảm thấy khó chịu. Và cái việc đeo kính mắt như thế này thì sẽ giúp chúng ta cảm giác an toàn hơn, bởi vì là các bạn sẽ không giảm thiểu những cái hình ảnh về răng chia cắt trong cái quá trình mà chúng ta nhổ răng như vậy. Và các bạn thấy là chỉ trong tầm khoảng một thời gian rất là ngắn thôi, chỉ trong khoảng thời gian là 8-5 phút thì các bạn đã thấy là bác sĩ đã chia cắt được khá là nhiều phần rồi. Chúng tôi thấy trên màn hình đây là 4 phần của chiếc răng khôn ạ. Và với những chiếc răng khá là to như thế này thì bác sĩ sẽ cần phải rất là tỉ mỉ, và đồng thời với bệnh nhân mà có cái nỗi lo về cái vấn đề là đến nha khoa hay là nhổ răng khôn, thì cái việc mà mình thao tác nhẹ nhàng trong khoang miệng bệnh nhân sẽ tạo nên một cái tâm lý tốt hơn. Các bạn nhìn thấy là những cái đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi rất là tâm lý với khách hàng, và để đảm bảo cái quá trình thực hiện thành công thì chúng tôi cũng hy vọng là trong cái quá trình mà khi bạn đến nha khoa này, gặp bác sĩ này, thì các bạn nhớ trao đổi với bác sĩ về những vấn đề mà mình gặp phải. Ví dụ như có nhiều khách hàng gặp vấn đề là mẹ đang cho con bú này, hay là những khách hàng đang có bầu ở những cái giai đoạn đầu tiên hoặc là ở những cái tháng cuối thai kỳ, thì chúng ta cũng trao đổi với bác sĩ. Và đặc biệt với những bệnh nhân bị tiểu đường hay gặp cái hội chứng là mình sợ nha khoa, thì cái việc trao đổi với bác sĩ, mình sẽ chuẩn bị tâm lý từ hai phía. Thứ nhất là bác sĩ sẽ kiểm tra là bệnh nhân có đủ điều kiện về sức khỏe, đủ điều kiện về cái mức độ máu đông không, tiến hành
phẫu thuật, và sau đấy thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân kiểm tra những cái xét nghiệm lâm sàng, ví dụ như là huyết áp này, và thứ hai nữa là về mức độ máu đông, kiểm tra máu nữa. Thì cái việc mà bác sĩ kiểm tra như thế này thì sẽ đảm bảo được mức độ an toàn tuyệt đối nhất cho bệnh nhân. Và những cái sai sót trong y khoa thì nó xuất phát từ rất nhiều yếu tố, và chúng tôi luôn muốn đảm bảo cái điều quan trọng nhất để chính là an toàn và sức khỏe cho bệnh nhân. Và các bạn có thể thấy là khi mà lựa chọn cái cơ sở nha khoa thì chúng ta nên lựa chọn những cái nơi mà đảm bảo cho các bạn cái yếu tố an toàn. Đây là một trong những cái yếu tố mà tiên quyết nhất, bởi vì là nhổ răng khôn là một trong những cái vấn đề rất là nhạy cảm. Vì cái thứ nhất là răng khôn thì có vị trí mọc rất là sâu trong cung hàm, nó ở vị trí rất là khó để nhìn và quan sát được, và đồng thời vị trí răng khôn thì nằm rất là sát với ống dây thần kinh răng dưới, thông thường là như thế. Và để mà có thể chia cắt cũng như là nhổ răng khôn, những cái chiếc răng khôn thì có cái kích thước khá là lớn, nên là nhổ răng khôn thì sẽ yêu cầu cái vấn đề là sẽ tác động đến những cái vùng xung quanh rất là nhiều, và chỉ cần một cái sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến những cái biến chứng có thể xảy ra mà các bạn vẫn thường nghe được ở trong những cái tin đồn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì những cái vấn đề về biến chứng đã được kiểm soát rất là tốt rồi, nhưng mà việc lựa chọn cái cơ sở nha khoa uy tín và có những cái trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho bệnh nhân vẫn là yếu tố rất là quan trọng. Và Sunshine Dental Clinic là một trong những cái đơn vị nha khoa có thể coi là một trong những cái thương hiệu đi đầu về cái việc là nhổ răng khôn an toàn cho bệnh nhân. Và nếu các bạn không tin thì các bạn có thể nhìn lên những cái review này, chúng ta có thể join vào những cái hội nhóm về nhổ răng khôn, hoặc là các bạn có thể vào cái phần check-in của nha khoa Sunshine Dental Clinic và vào phần review của nha khoa, các bạn sẽ đọc được rất là nhiều comment từ chính những cái khách hàng thật. Bởi vì là Sunshine Dental Clinic luôn hướng đến những cái giá trị thật cho khách hàng, bởi vì vậy mà sau cái quá trình mà chúng tôi nỗ lực cố gắng mang lại những cái kết quả điều trị tốt nhất cho khách hàng, thì những cái review cũng như là những cái lời phản hồi rất là thật tâm được khách hàng đã được gửi về Sunshine. Đây cũng chính là một trong những cái động lực lớn nhất để đội ngũ y bác sĩ cũng như là đội ngũ tư vấn và các bạn nhân viên của phòng khám luôn nỗ lực và cố gắng cải thiện cái dịch vụ mỗi ngày. Và chúng tôi có thể cho các bạn thấy những cái hình ảnh trong buổi livestream như thế này, bởi vì Sunshine Dental Clinic hoàn toàn tự tin về những cái gì mà chúng tôi đưa đến cho khách hàng, và cái quá trình thực hiện phẫu thuật như thế nào, ở trên video livestream như thế nào thì hoàn toàn trên thực tế ngoài các bạn trải nghiệm là như vậy luôn ạ. Và chúng ta có thể thấy là cái kỹ thuật chia cắt răng bằng máy biên e sẽ đảm bảo cho những cái khách hàng mà khó tính nhất, những cái khách hàng mà sợ đau hay là sợ nha khoa nhất vẫn có thể có những cái sự yên tâm và hài lòng sau khi mà bước ra khỏi nha khoa. Và đồng thời khi mà chúng ta đã là những cái người đi làm rồi, cái công việc của chúng ta đòi hỏi cái vấn đề thời gian rất là eo hẹp, và khi mà các bạn gặp gỡ đối tác này hay là những cái công việc quan trọng, thì cái yếu tố mà chúng ta đảm bảo về cái diện mạo thẩm mỹ hay là cái vấn đề sức khỏe rất là tiên quyết đi, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái cơ sở nha khoa đảm bảo cho cái việc là khi mà nhổ răng xong sẽ không bị sưng đau này, sẽ không ảnh hưởng đến công việc này, không cần nghỉ dưỡng này, thì cái điều đấy rất là tốt, đúng không ạ? Và chúng ta hiện tại thì chúng tôi tin là những cái vị khách hàng ở thời điểm 2020 rồi, sắp bước sang 2021 rồi, các bạn sẽ đủ thông minh để lựa chọn cái cơ sở nha khoa mang lại những cái giá trị thật trong điều trị. Và các bạn thấy những cái buổi livestream như thế này thì chắc chắn sẽ có lòng tin hơn vào đội ngũ y bác sĩ cũng như là cái cơ sở vật chất điều trị của nha khoa Sunshine. Và bây giờ nếu mà khách hàng nào mà đang xem livestream và các bạn có đủ lòng tin vào Sunshine Dental Clinic thì các bạn vui lòng inbox này, hoặc là các bạn comment vào dưới cái buổi livestream này, thì các bạn sẽ nhận được những cái lời tư vấn, cũng như là nếu các bạn có phim chụp rồi thì có thể gửi về cho chúng tôi để có thể đánh giá cái mức độ khó của các bạn đến như thế nào và đưa ra được một cái chi phí hợp lý nhất. Hiện tại thì trong cái buổi livestream này, nếu những bạn nào mà comment hoặc là đặt lịch thì sẽ được nhận cái ưu đãi về giảm giá nhổ răng khôn lên đến 50%, và chỉ từ 500.000 thôi là các bạn đã có thể nhổ răng khôn rồi. Và đây là một trong những cái chương trình rất là ưu đãi cho khách hàng, nhất là ở trong cái dịp cuối năm như thế này, khi mà chúng ta có rất là nhiều buổi tiệc tùng này, buổi lễ này. Đây là một cái dịp mà chúng ta sẽ quây quần bên bạn bè, người thân hay là gia đình để ăn những
cái bữa ăn ngon hoặc là tham dự những cái buổi tiệc thì răng khôn sẽ gây cản trở cho chúng ta rất nhiều về cái vấn đề vệ sinh, hay là gây ra những cái yếu tố sưng đau trong quá trình mà chúng ta ăn uống. Và cái việc xử lý một lần, các bạn đến nha khoa Sunshine thôi, các bạn sẽ được hỗ trợ nhổ răng khôn và đồng thời có cái chính sách bảo hành và chính sách cam kết là cái vấn đề không sưng đau cũng như là không khó chịu sau cái quá trình nhổ, và các bạn sẽ đảm bảo được 100% cái sự an toàn. Thế các bạn còn ngần ngại gì nữa mà không để lại cái comment ngay dưới buổi livestream này nhở? Và hoặc là các bạn có thể liên hệ ngay đến số hotline trong cái khoảng thời gian này thì các bạn sẽ được hỗ trợ ưu đãi nhé. Các bạn có thể liên hệ đến số hotline nào ạ? 0988466452 hoặc là 0989377255. Các bạn nhớ lại một lần nữa nhé, chúng tôi sẽ đọc lại số hotline của nha khoa để các bạn nghe rõ hơn: 0988466452 hoặc số hotline 0989377255. Hy vọng là sẽ nhận được sớm những cái phản hồi của các bạn đang theo dõi buổi livestream này ạ. Và như vậy là chỉ trong cái khoảng thời gian khá là ngắn thôi, 10 phút, 15 phút cho toàn bộ cái quy trình từ lấy máu cho đến nhổ răng là bác sĩ đã hoàn thành xong cái quá trình mà lấy răng khôn 38 ra khỏi cung hàm rồi. Với chiếc răng có vị trí đặc biệt như thế này thì bác sĩ đã mình đã cẩn thận nhổ, và đồng thời với một bệnh nhân mà có cái tâm lý sợ nha khoa như thế này thì đội ngũ y bác sĩ đã phải rất là vất vả cũng như là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp bệnh nhân có cái tâm lý thoải mái. Và chúng ta hãy yên tâm là với những cái cơ sở vật chất cũng như là bác sĩ chuyên môn như thế này thì không còn gì phải lo lắng khi mà nhổ răng khôn nữa. Và đồng thời các bạn có thể thấy là bệnh nhân đấy ạ, đã được đặt huyết tương vào vùng huyệt ổ răng rồi. Vùng huyệt ổ răng của chị khách hàng này khá là lớn, vì vậy bác sĩ đã lựa chọn đặt hai huyết tương PRF vào vị trí huyệt ổ răng để đảm bảo cho cái vấn đề là sau khi mà lành thương sẽ tốt hơn, và cũng như là khi mà khách hàng nhổ răng xong thì sẽ phục hồi cũng như là cầm máu được tức thì. Và các bạn biết là một trong những cái yếu tố mà được khách hàng ưa chuộng cái kỹ thuật đặt huyết tương PRF, kể cả khách hàng đầu tiên đến với nha khoa thì chỉ nhổ 1 đến 2 răng thôi, và nhổ 1 đến 2 răng khôn thôi. Tuy nhiên sau cái quá trình về và thấy ăn nhai quá là nhẹ nhàng và việc đổ răng khôn không hề ghê như chúng ta vẫn thường tưởng tượng, thì bệnh nhân đã quyết định là sang nhổ nốt 2 chiếc răng khôn còn lại hoặc là 3 chiếc răng khôn còn lại, cả là nhờ cái kỹ thuật đặt huyết tương PRF này. Sau chỉ 1 đến 2 tiếng sau nhổ thì bệnh nhân đã được cầm máu hoàn toàn rồi, và sau cái quá trình đấy thì cái việc đau nhức hay là khó chịu ở trong vùng huyệt ổ răng thì cũng không còn nữa. Và cái việc làm đầy cái vùng huyệt ổ răng mình sẽ không mất thời gian từ 3 đến 4 tháng mà chỉ cần tầm 1 tháng thôi, 2 tháng thôi là đã đầy được cái huyệt ổ răng đấy hoàn toàn rồi. Và các bạn lưu ý khi lựa chọn cơ sở nha khoa thì chúng ta nhìn thấy là nên đến trực tiếp cơ sở nha khoa và thăm khám với bác sĩ để chúng ta có thêm cái lòng tin nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến những cái bước cuối cùng của ca tiểu phẫu nhổ răng khôn hàm dưới chiếc răng khôn 38. Và bây giờ bác sĩ đang tiến hành khâu lại cái vị trí huyệt ổ răng 38 nhé. Và một trong những cái điều mà chúng tôi rất là nể phục bác sĩ Bình trong quá trình 10 năm mà bác sĩ làm nghề và cũng như là điều trị cho khách hàng, thì cái việc mà thao tác trên cung hàm của khách hàng rất là nhẹ nhàng, và các bạn thấy là mỗi đường kim của bác sĩ đều đưa đi thoăn thoắt, rất là như kiểu là một cái đường khâu rất là thẩm mỹ vậy. Và sau khi mà chúng ta về nhà xong thì các bạn có thể để ý là cái vị trí mà chúng ta khâu cái vùng huyệt ổ răng ấy rất là đẹp, và sau cái quá trình mà các bạn lành thương rồi sẽ hoàn toàn không thấy được cái vị trí mà vừa nhổ răng xong, vết thương sẽ lành lại và sát ngay vào cái phần chân răng 7. Và như vậy là chúng ta sẽ đảm bảo cái yếu tố thẩm mỹ, ngay kể cả khi bạn cười to và chúng ta sẽ nhìn thấy được toàn bộ cung hàm thì vẫn hoàn toàn không để ý được là những cái vết khâu hay là những cái vết thương do cái vị trí nhổ răng khôn để lại. Và các bạn lưu ý là không phải bác sĩ nào cũng có thể thực hiện được kỹ thuật nhổ răng khôn nhẹ nhàng không đau không sưng và khâu thẩm mỹ như bác sĩ Bình. Và vậy nên là khi mà lựa chọn một cơ sở nha khoa thì chúng ta nên tìm kiếm đội ngũ y bác sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Đại học Y Hà Nội, và đồng thời là các bạn nên chọn những cái bác sĩ mà đã có tay nghề tốt như bác sĩ Bình rồi, đúng không ạ? Và bây giờ các bạn hãy nhanh tay đặt lịch với bác sĩ Bình, vì hiện tại cái thời điểm cuối năm rồi, lịch khám cũng như là
là lịch điều trị cho bệnh nhân tại nha khoa cũng khá là kín rồi. Và nếu mà các bạn không nhanh tay đặt thì có thể là mình sẽ lỡ mất cái khung giờ vàng, ví dụ như những cái thời điểm cuối tuần mà bệnh nhân cũng như là khách hàng đặt lịch rất là nhiều, và các bạn sẽ phải rời lịch ra xa hơn, và chúng ta sẽ phải chờ một khoảng thời gian nữa mới sở hữu được một nụ cười đẹp, thì cái điều này là không ai mong muốn, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta đã gần như là kết thúc được 95% cái quá trình mà nhổ răng khôn cũng như là khâu cái vùng vết thương rồi. Và tiếp theo sau đây thì bác sĩ sẽ tiến hành cho bệnh nhân ngồi dậy, và để các bạn xem được cái gương mặt sau khi mà chúng ta nhổ răng khôn xong, liệu bệnh nhân có khó chịu hay là đau nhức như thế nào không các bạn nhé. Vì thật ra ban đầu chúng ta có thể thấy là ngay kể từ cái giai đoạn lấy máu thì chị khách hàng này cũng đã có tâm lý khá là run rồi. Và sau khi mà lên ghế nha để thực hiện nhổ răng thì bệnh nhân cũng có rất là nhiều cái tâm lý lo lắng. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta thực hiện nhổ răng khôn như thế này thì các bạn sẽ có cái sự yên tâm hơn. Đây các bạn có thể nhìn ạ. Như vậy là đã kết thúc xong cái quá trình mà chúng ta nhổ chiếc răng khôn 38 cho chị khách hàng này rồi. Bác sĩ đang nhẹ nhàng để vệ sinh cái vùng răng miệng cũng như là vùng họng cho bệnh nhân, để đảm bảo cái yếu tố là sau khi mà chúng ta nhổ răng xong, cái phần nước bọt sẽ được hút sạch và chỉ để lại những cái bông gạc ở trong cung hàm thôi. Và các bạn hãy cùng theo dõi trên màn hình, đừng vội dẫn mắt vào màn hình nhé. Nếu các bạn đã đi được đến quãng đường này rồi thì sau khi mà chúng ta nhìn thấy cái lúc mà bác sĩ thực hiện xong, theo dõi cái cảm nhận của bệnh nhân như thế nào, gương mặt liệu có bị sưng hay là có bị khó chịu không, và đồng thời khi mà chúng ta đã kiểm tra kỹ như vậy rồi thì bác sĩ sẽ tiến hành là chụp một bức phim panorama sau nhổ cho bệnh nhân để đảm bảo được xem cái vị trí huyệt ổ răng liệu có còn sót chân răng không, hay là có còn những cái vấn đề gì bất thường ở trong cung hàm không, thì bác sĩ sẽ xử lý ngay tức thì. Và các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà Sunshine Dental Clinic đã đưa ra một cái quy trình nhổ răng đầy đủ 7 bước thì các bạn sẽ không còn cái điều gì lo lắng nữa. Và nếu mà chúng ta vẫn đang còn có những cái thắc mắc cũng như các bạn đang có những cái vấn đề về răng miệng cần được xử lý, ví dụ như là răng khôn sưng viêm, hay là mình đang có bầu liệu có nhổ răng được không, và đồng thời các bạn đang có cái tình trạng là những cái bệnh lý nền ở trong cơ thể thì liệu nhổ răng khôn có đảm bảo cái yếu tố an toàn không, thì chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được những cái câu hỏi của khách hàng để được giải đáp nhé. Các bạn nhìn thấy trên màn hình chiếc răng khôn đã bị sâu cũng như là đen ở trong cái vị trí bề mặt răng rồi, nếu mà không nhổ thì sẽ gây ra những cái biến chứng cũng như là những cái ảnh hưởng về sau. Các bạn thấy nhé, đây khách hàng sau khi nhổ răng khôn xong đấy ạ, gương mặt vẫn rất là xinh đẹp. Và chúng ta sẽ cùng tới phòng chụp phim của Sunshine Dental Clinic các bạn nhé. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy đây là phòng chụp phim của Sunshine Dental Clinic. Phòng chụp phim của Sunshine thì có một trong những cái yếu tố đấy chính là sẵn sàng cái áo chống chì cho bệnh nhân, và đồng thời với cái thiết kế đặc biệt với vách ngăn được thiết kế chì thì sẽ đảm bảo được hấp thụ cái tia X tối đa và giảm cho khách hàng cái lượng tia X hấp thụ vào cơ thể thì hoàn toàn đảm bảo cái sức khỏe cũng như cái mức độ an toàn cho khách hàng. Khi mà chụp phim như thế này không hề ảnh hưởng đến sức khỏe đâu ạ, bởi vì là máy sẽ chỉ quét ở trong cái vùng xương hàm của bệnh nhân thôi, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Và đây kết quả trả về màn hình ở trong cái vùng xương hàm của bệnh nhân, phim chụp panorama, các bạn thấy kết quả trả về màn hình máy tính không ạ? Chỉ cần 15 giây thôi là đã có thể xử lý được những cái hình ảnh như thế này rồi, bởi vì máy chụp phim CT 3D Con Beam là một trong những cái công nghệ hiện đại và tối ưu nhất mà chúng tôi nhập khẩu từ Thụy Sĩ, nên là các bạn sẽ được hỗ trợ cái khoảng thời gian rất là linh hoạt. Và đồng thời sau khi mà nhổ răng xong thì bác sĩ Bình là bác sĩ trực tiếp thực hiện ca tiểu phẫu sẽ tiến hành trả kết quả cho bệnh nhân, và chúng ta hãy cùng ngồi lại để nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Bình cho khách hàng này các bạn nhé. Và bây giờ kết quả chụp phim đã trả về trên màn hình rồi ạ. Đây là phim chụp sau khi mà đã nhổ răng khôn xong. Đây, chúng ta có thể vị trí huyệt ổ răng, răng khôn đã được vị trí bác sĩ lấy ra, và vị trí huyệt ổ răng thì không còn sót chân răng. Tuy nhiên với cái việc là nằm sát về ống dây thần kinh răng dưới như thế này, bác sĩ đã tiến hành một cái ca phẫu thuật quá là thành công rồi. Và các bạn
phải tìm đến những cái bác sĩ có đầy đủ kinh nghiệm cũng như là đã điều trị những cái ca tiểu phẫu răng khôn lâu năm rồi thì mới có thể thực hiện một cách nhẹ nhàng và an toàn như các bạn theo dõi ở trên màn hình và cũng như là xuyên suốt cái buổi live stream như thế này ạ. Và các bạn lưu ý là hiện tại Sunshine Dental Clinic đang có những cái chương trình hỗ trợ cho khách hàng nhổ răng khôn, nên là ngay kể cả bạn nhổ một răng hay là nhiều răng thì chúng tôi cũng sẽ có những cái trợ giá cho khách hàng vào thời điểm cuối năm 2020 như thế này. Và nếu các bạn đang còn những phân vân thì các bạn hãy liên hệ đến số hotline của nha khoa 0989377255 hoặc là số hotline 0988466452 các bạn nhé. Và hiện tại thì tư vấn viên của chúng tôi đang hỗ trợ thông tin để chăm sóc răng miệng sau khi về nhà cho khách hàng. Và có lẽ là chúng tôi sẽ xin dừng buổi livestream tại đây, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi livestream lần sau.